Thưa quý khán giả, vào sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả kinh tế xã hội năm 2024. Điều này khẳng định sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Kinh tế tăng trưởng ổn định, xuất khẩu mạnh mẽ, đầu tư nước ngoài tích cực, khẳng định vị thế Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến đề xuất giảm thuế VAT, tiếp tục tháo gỡ nút thắt để hỗ trợ nền kinh tế. Ngân hàng nhà nước cần có các gói tín dụng cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, thanh niên khởi nghiệp, có các cơ chế đặc cách đặc thù để hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ, hỗ trợ cho các địa phương doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chính phủ, các bộ ngành có giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm khoáng sản. Về giao khoán xã hội, các đại biểu đề nghị tăng cường biện pháp ngăn chặn hiệu quả các vụ lừa đảo và đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng xã hội, xây dựng các cơ chế, chính sách thúc đẩy tự chủ đại học, tháo gỡ vướng mắc trong đào tạo nghề. Kính thưa Quốc hội, ngày hôm nay được dự báo là ngày triều cường đạt đỉnh của con nước đầu tháng 10 âm lịch. Nhiều khu vực trũng thấp ven sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ, ảnh hưởng lớn đến việc mua bán và sinh hoạt của bà con. Ghi nhận của các phóng viên VTV ngay trong sáng nay. Sáng sớm nay, nước triều dâng cao tiếp tục tràn lên các tuyến đường ở khu vực phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Các tuyến đường Lê Hồng Phong, Cách mạng tháng 8 và khu vực chợ Bùi Hữu Nghĩa tiếp tục bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến mua bán của bà con tiểu thương. Chưa là vắng rồi, hết người ta bán rồi, giờ này là thấy vắng rồi đó, sáng là đông, giờ này là người ta đi hết trơn rồi. Giật là tan chợ luôn đó. Thấy chợ bữa nay hơi chậm rồi đó. Đoạn đường Lê Hồng Phong này nằm ở khu vực trũng thấp, ven sông và ngoài vùng bảo vệ của hệ thống cống âu thuyền chống ngập, nơi thường xuyên bị ngập. Nhà dân hai bên đường phải chuẩn bị như thế này để ứng phó. Sống trong cảnh ngập triền miên, nhiều người không khỏi ngán ngẩm. Sống cái cảnh này là kể như là hơn nửa năm nước, năm nào cũng chịu hơn nửa năm. Mà bây giờ không ai giúp đỡ gì khắc phục đường nước này trơn, cứ để về hoài nhà cửa tôi tiêu tan hết trơn. Mà nước nó ngập vậy bán được nè, thấy không? Tối hôm qua nó ngập cho tới 8 giờ rưỡi, ngập hơn cái này luôn nè. 8 giờ rưỡi buổi sáng này nó ít, mà buổi chiều là nhiều lắm. Nước ngập ở đây thì bà con đi đứng khó khăn, thứ hai nữa buôn bán cực lắm. Mình đây người dân địa phương mà đưa con đi học là đi bằng xe mà nó ngập tới xe, tới cái xe luôn mà. Cấp lãnh đạo cơ quan thì nói chung là có dự kiến xây những cái con đường nâng cấp để cho bà con được đi đứng thoải mái thôi. Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, chiều nay, đỉnh triều trên sông Hậu tại trạm Thủy văn Cần Thơ sẽ đạt mức cao nhất là 2,05m, cao hơn so với mức báo động 3 là 5cm, và các khu vực này tiếp tục được dự báo sẽ bị ngập. Đợt triều cường giữa tháng 9 âm lịch, Bến Ninh Kiều là một trong những điểm ngập nặng nhất của thành phố Cần Thơ. Nguyên nhân là khu vực này bờ kè thấp nên nước từ sông Cần Thơ liên tục tràn vào. Dự báo đợt ngập đầu tháng 10 âm lịch này thì mực nước tiếp tục tăng cao. Thành phố Cần Thơ đã thực hiện một số giải pháp tạm thời chống ngập cho khu vực này. Giải pháp của thành phố là xây dựng bức tường khoảng 0,5m, nâng tổng chiều cao bờ kè cặp Bến Ninh Kiều lên 0,8m, cùng với đó là đắp tường cao bằng bao cát với độ cao từ 0,6 đến 0,7m. Việc này sẽ giúp hạn chế phần nào nước từ sông Cần Thơ tràn vào Bến Ninh Kiều. Vào sáng nay, đỉnh triều trên sông Hậu tại trạm Thủy văn thành phố Cần Thơ đạt mức 1,92m, cao hơn 2cm so với mức báo động 2. Tuy nhiên, khu vực Bến Ninh Kiều vừa được đắp bờ bao cát và nâng cao tường kè đã phần nào hạn chế nước tràn vào, nhiều bà con vẫn có thể tập thể dục thuận lợi. Còn tại Bạc Liêu, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua, cộng với triều cường dâng cao làm cho nhiều tuyến đường đã bị ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi làm, đến trường của người dân và học sinh. Nước mưa không kịp thoát cộng với triều cường dâng cao làm cho nhiều tuyến đường ngập lại càng thêm ngập. Các phương tiện và người dân phải di chuyển chật vật trong biển nước. Vào sáng nay, tại một số tuyến đường như là Trần Phú, Võ Thị Sáu, Hòa Bình Nối Dài, nước vẫn còn ngập sâu. Ghi nhận tại đường Trần Phú, một trong những tuyến đường chính, nước ngập lên láng, nhiều học sinh bị trễ giờ đến trường khi di chuyển qua tuyến đường này. Thậm chí là có nhiều trường hợp bị nước bắn tung tóe, phải quay trở về nhà thay đồ. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày thì tình trạng ngập vẫn còn xảy ra. Và được biết đây không phải là ngày đầu tiên mà đã là ngày thứ ba thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu bị ngập.
Vì sao lại xảy ra tình trạng này thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu. Thưa ông, đến khoảng 12 giờ, từ 12 giờ đến khoảng 14 giờ ngày hôm nay thì thành phố Bạc Liêu đã tiếp nhận một cơn mưa khá là lớn. Vậy thì đây có phải là nguyên nhân chính khiến cho tình trạng ngập xảy ra trên thành phố không ạ? 44 năm rồi thì đây là lượng mưa lớn nhất trong cái thời gian lịch sử ký tự của Bạc Liêu. Và nó lên tới 224,1 mm. Như vậy thì nó trong vòng mấy tiếng hồ đây, lượng mưa này nó bằng lượng mưa một cả một tháng. Cho nên thành phố Bạc Liêu vừa qua đây đã bị ngập nặng. Và theo cái số liệu thống kê mà của phòng kinh tế của Bạc Liêu thì nó đã ngập trên diện rộng. Thì nay nó ảnh hưởng gì mặt sản xuất thì nó ảnh hưởng tới 71 hectare lúa. Ngoài ra thì nó có ảnh hưởng đến khoảng 1,8 hectare rau màu và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập bờ là 0,8 hectare. Rải rác ở các phường của thành phố. Riêng tại các khu dân cư của trung tâm thành phố Bạc Liêu thì bị ngập nặng. Các tuyến đường đều bị ngập khoảng 0,3 đến 0,5 mét. Và đã ảnh hưởng đến một số rất nhiều nhà cửa của bà con trong các tuyến đường mà dài hoặc là trong các hẻm mà có các dịch thấp. Theo chúng tôi được biết thì không chỉ riêng đợt mưa kỷ lục vừa qua mà chỉ cần có mưa lớn thôi thì thành phố Bạc Liêu sẽ bị ngập nặng. Vì vậy thì theo ông, tỉnh cần có những cái giải pháp nào để giải quyết tình trạng này ạ? Giải quyết cái vấn đề ngập đô thị thì đây vấn đề khó. Tại vì hiện nay thì các hệ thống cấm ngầm của Bạc Liêu hiện nay thông ra sông cầu Bạc Liêu. Nó có khoảng gần 20 cái cửa mà cố gắng cái cửa bên lắp đê á. Quá trình hoạt động vừa qua thì cái hệ thống cánh cửa của các cái cấm bầm nổ thành phố Bạc Liêu nó có vấn đề, nó bị nghẹt rồi đào ghét mà chưa kịp thời, cho nên nó gây ra tình trạng ngập khá nặng cho nổ thành phố, ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của người dân thành phố. Còn về ngăn chặn từ xa thì ngành nông nghiệp chúng tôi thì đã có hệ thống cống biển ở tuyến đê biển thì nó cách thành phố Bạc Liêu khoảng 9 km. Thì vừa qua thì ngành nông nghiệp đã vận hành rất là hiệu quả hệ thống cống biển để ngăn chặn từ xa. Còn cái trách nhiệm mà giải quyết cái bài toán mà gây ngập nổ ô thì nó là thuộc phạm vi của công ty công trình đô thị tỉnh Bạc Liêu và cái phòng kinh tế hạ tầng của thành phố. Thì bây giờ hiện nay thì ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã kiến nghị với ủy ban thành phố, công ty công nghiệp đô thị thành phố và đặc biệt là phòng hạ tầng tăng cường nạo vét kiểm tra lại hệ thống hạ tầng của thành phố để có thể giải quyết được tình trạng mà mỗi khi mà mưa to thì thành phố Bạc Liêu lại ngập. Xin được cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi và cũng xin được nhắc lại tình trạng ngập tại thành phố Bạc Liêu mà quý khán giả vừa theo dõi là của cơn mưa đạt mức kỷ lục vào chiều ngày 2 tháng 11 vừa qua. Chương trình tiếp tục với những thông tin về tình hình cung cấp vật liệu cát cho các dự án trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư khai thác mỏ cát san lấp Hòa Hưng 4 tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đây cũng là mỏ cát thứ hai được Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang giao cho công ty cổ phần Hoàng Hải thực hiện việc nạo vét nhằm phục vụ các dự án trọng điểm. Trong quyết định có nêu rõ, trong quá trình khai thác mỏ cát Hòa Hưng 4, công ty cổ phần Hoàng Hải phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện giám sát diễn biến sạt lở đường bờ thường xuyên. Trường hợp có hiện tượng sạt lở bờ sông phải dừng ngay hoạt động khai thác và có biện pháp khắc phục. Đồng thời, chủ mỏ chỉ được khai thác từ 7 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Các phương tiện khi khai thác phải được lắp đặt thiết bị GPS. Mỏ cát san lấp Hòa Hưng 4 có diện tích mặt nước khai thác hơn 23 hectare với trữ lượng đưa vào khai thác là hơn 1,8 triệu mét khối, công suất khai thác 400.000 mét khối trên một năm với thời gian thực hiện dự án là gần 5 năm. Còn với dự án nâng cấp cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, hiện đang bị chậm tiến độ vì điều kiện thời tiết không thuận lợi. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận về việc thực hiện dự án đầu tư nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang. Để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, nhà thầu cần làm đúng theo yêu cầu điều chỉnh đã cam kết, đó là hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.
Do đó, đơn vị cần huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, tổ chức thi công 3K4 kiếp, tập trung tối đa lực lượng để hoàn thành các hạng mục thiết yếu, thực hiện đầy đủ các thí nghiệm và thi công thử, đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật, đưa ra các giải pháp xử lý và triển khai xử lý triệt để trước khi thi công hạng mục bê tông nhựa. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Sau khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Các chuyên gia đánh giá là 2 tháng cuối năm nay, hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục ổn định và sớm cán mốc 5 tỷ đô la Mỹ như mục tiêu đã đề ra. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm, 25% tấm và 100% tấm của nước ta ngày 2 tháng 11 giảm từ 25 đến 34 đô la Mỹ trên một tấn so với cuối tháng 9. Cùng xu thế này, gạo Thái Lan cũng giảm về mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Dù giảm, nhưng giá gạo xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam vẫn ở mức 524 đô la Mỹ trên một tấn, cao hơn 16 đô la Mỹ so với gạo cùng loại của Thái Lan và cao hơn 46 đô la Mỹ so với gạo cùng loại của Ấn Độ. Nhiều chuyên gia nhận định giá gạo xuất khẩu hiện nay vẫn thuận lợi cho các doanh nghiệp. Việc cần làm là các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam phải luôn đảm bảo chất lượng gạo giữa các lô hàng, đồng thời giữ vững vị thế số 1 tại thị trường Philippines. Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Thời điểm này thì các nhà vườn ở làng Mai Vàng Phước Định, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung chăm sóc, bón phân để mai nở đúng dịp Tết. Mai vàng thường được dùng để trang trí, làm đẹp khu viên công trình, nhà dân. Lợi nhuận từ mua bán mai vàng khá cao. Tuy nhiên những năm qua, kinh tế khó khăn, các nghệ nhân khó bán được mai cổ, mai đại với giá vài trăm triệu. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, năm nay nhà vườn chuyển sang chăm sóc mai mini, mai trung với mức giá bán từ vài triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. Theo ban đại diện làng nghề truyền thống Hoa Kiển, cây giống Phước Định, hiện nơi đây có hơn 250 hộ trồng mai vàng với trên 6.800 gốc lớn nhỏ, trong đó có khoảng 3.600 gốc được chăm sóc, chỉnh sửa, tạo dáng khá công phu để phục vụ cho Tết Ất Tỵ sắp tới. Nhắc đến Hoa Kiển Tết thì không thể kể thiếu làng hoa Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Theo nhu cầu của thị trường thì người trồng cũng rất là nhạy bén trong việc tìm tòi, cung ứng những sản phẩm mới cho khách hàng. Và dịp Tết tới đây, nông dân làng hoa sẽ cho ra mắt nhiều giống hoa mới lạ, mang giá trị kinh tế cao. Năm nay, tổ hợp tác này cho ra mắt khoảng 1.000 giỏ cúc các loại, đó chính là cúc Bình Bon. Cách đây 2 tháng, tổ đã xuống giống hoa, hiện đang trong thời điểm trồng đèn để hoa nở đúng trong dịp Tết Nguyên đán. Người trồng bông lúc nào mình cũng tìm hiểu, muốn làm thêm một cái giống mới nào để thu hút khách hàng. Qua quá trình tìm hiểu thì thấy cái cúc Bình Bông này nó cũng là một cái giống mới. Giống này mình thấy nó đông đầy tược, tụi nó cũng nhiều tàn, nhiều tược, và nó mang cái ý nghĩa sung túc á. Cho thành phố Sa Đéc mình có nhiều cái giống hoa mới để thu hút khách tham quan du lịch. Đây là sản phẩm hoa hồng có màu cánh sen nổi bật, hầu như chưa từng được trồng phổ biến tại làng hoa Sa Đéc. Với tâm huyết đem về những giống hoa có màu sắc mới lạ, có giá trị kinh tế cho địa phương, anh Thanh Hải, một nông dân nhiều kinh nghiệm trồng hoa kiển, dự kiến sẽ cho ra mắt hàng trăm giỏ hồng mới để phục vụ thị trường dịp Tết. Thấy cái cánh hoa nó đẹp, cái màu sắc nó đẹp. Lúc nhỏ thì cái nụ nó mới nở ra thì nó màu hồng nhung. Nhưng mà sau đó nó nở bự ra thì nó chuyển qua hồng cánh sen. Thì tôi thấy nó cũng có hương thơm, một cái giống mới và cái giá trị kinh tế nó sẽ cao hơn cái hoa truyền thống của mình tới gần gấp đôi lần. Hy vọng là cái loại hoa mới này tạo được cái điểm nhấn cho cái du khách và mà thương lái thì tôi sẽ dễ bán hơn. Thời điểm này, Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp Công nghệ cao Đồng Tháp cùng tiến hành cung ứng một số giống hoa kiển cây mô mới nhằm tạo nguồn giống, đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân tại địa phương. Những cái cây mà trung tâm nghiên cứu thành công, và trong đó có cây nghệ sen và cây trầu bà thanh xuân. Về cây nghệ sen, mình có thể cung ứng cho thị trường được với số lượng nhiều. Bà con nông dân mình có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ kỹ thuật tại trung tâm, trao đổi và thống nhất về cái số lượng và mình sẽ lên hợp đồng. Theo Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, dự kiến diện tích trồng hoa kiển trên địa bàn phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ sắp tới khoảng 100 hecta, bao gồm cúc, hồng các loại, mai, cát tường, vạn thọ. Hiện diện tích trồng cúc mâm xôi có giảm hơn so với năm trước. Tuy nhiên, cúc mâm xôi đa sắc và các loại hoa khác được nông dân Sa Đéc tăng diện tích để canh tác. Tin an ninh trật tự cập nhật tại các địa phương. Vừa tối qua, trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, một chiếc xe máy đã lao vào đuôi xe tải, làm một người đàn ông nguy kịch.
Theo người dân chứng kiến, thì xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Tiền Giang do một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc hướng đi từ ngã tư Đồng Tâm, quốc lộ 1A vào dòng xoay cao tốc. Bất ngờ tông thẳng vào giữa đuôi xe ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Vĩnh Long đang dừng đổ sát lề đường. Cú tông mạnh khiến người đàn ông cùng phương tiện dính vào gầm xe tải. Nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày hôm qua khi nạn nhân đang dừng xe chờ đèn đỏ. Những quái xế với hàng chục xe máy đã phóng nhanh và một xe trong số đó đã đâm trực diện vào xe máy của nạn nhân khiến nạn nhân ngã xuống đường và tử vong ngay tại chỗ. Đến chiều ngày hôm qua, công an đã bắt giữ nhóm 9 đối tượng có độ tuổi rất trẻ, từ 16 đến 17 tuổi, hầu hết đều là học sinh. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ một đối tượng sinh năm 1978, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển 158 kg pháo lậu các loại qua biên giới. Đối tượng này khai nhận mua số pháo trên từ một người đàn ông trên khu vực biên giới, chưa rõ họ tên, địa chỉ, với giá 44 triệu đồng. Sau khi nhận hàng xong thì định vận chuyển về Đồng Nai để tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Không phải trẻ em nào cũng đủ đầy cha mẹ. Đâu đó thì vẫn còn nhiều lắm những số phận kém may mắn khi mà thiếu vắng tình yêu thương. Chính vì thế mà trong suốt 28 năm qua, nhà nuôi trẻ Hướng Dương trực thuộc Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ là mái ấm của rất nhiều em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Bằng tình yêu thương và sự sẻ chia, mọi người xem nhau chính là người thân trong gia đình. Và câu chuyện ấm áp này cũng sẽ thay lời chào kết của VTV Cần Thơ trong chương trình trưa nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Nhà nuôi trẻ Hướng Dương tọa lạc trên trục quốc lộ 1A thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Nơi đây thì từ lâu được biết đến là mái nhà chung của rất nhiều những em nhỏ đến từ nhiều nơi khác nhau. Giờ chúng ta sẽ cùng vào trong xem là buổi sáng của các bạn ấy bắt đầu như thế nào nhé. Dạ, xin được chào cô và các em ạ. Chào. Dạ, xin được giới thiệu đến quý khán giả, đây chính là cô Dân, người đã gắn bó với nhà nuôi dưỡng trẻ từ những ngày đầu thành lập. Dạ cô ơi, buổi sáng ở đây thì mình bắt đầu như thế nào cô hen? Buổi sáng ở đây thì nhà trẻ bắt đầu từ 5 giờ rưỡi thức dậy và tập thể dục, vệ sinh cá nhân, rồi lao động. Nhà trẻ cũng thành lập được là gần 30 năm, do đó mà các cháu cũng quen với cái nội quy của nhà trẻ. Nhà nuôi trẻ Hướng Dương hoạt động dựa vào nguồn xã hội hóa, chính vì thế mà không thể tránh khỏi những lúc khó khăn. Tuy nhiên, rất nhiều nhà hảo tâm đã cùng chung tay. Nhiều năm qua, đây là điểm hẹn của những tấm lòng tử tế đến từ nhiều địa phương trong vùng. Nói chung mình gắn bó với mái ấm này thì chỉ có cái mục đích duy nhất thôi là mình muốn chia sẻ cái tình thương để các bé nó cảm nhận được, để làm cái động lực để sau này nó phấn đấu trở thành những người có ích thôi. Sau 28 năm hoạt động, đến nay, mái ấm này đã nuôi dưỡng hơn 100 cháu. Từ mái ấm này, nhiều em đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định. Không ít em đã lập gia đình. Đó là niềm hạnh phúc dành cho những người nặng lòng cho mái ấm. Nấu bò kho cho tụi em ăn, cô rất vui. Mỗi một tháng một lần, thay đổi các món ăn cho các cháu. Gắn bó này là cũng khoảng trên 10 năm. Đầy đủ các món ăn, kiểu nó rất là đầy đủ chất dinh dưỡng. Từ những người không quen biết, mái ấm nhỏ này để trở thành một gia đình lớn. Và tại đây thì các em không chỉ được những cái bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đâu, mà còn có được tình yêu thương và sự sẻ chia của những người cha, những người mẹ thứ hai. Cũng sẽ được chúc cho các cô, các chú nè, các anh, các chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào!